tiểu đoàn mới dự kiến làm nhiệm vụ bảo vệ khoảng trống Suwałki, được đặt tên theo thị trấn Suwałki của Ba Lan, dài chưa tới 100 km chạy dọc theo biên giới Ba Lan-Litva, nối vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga với Belarus. Theo kênh truyền hình Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Mariusz Blaszczak đã đăng một thông báo trên tài khoản chính thức Twitter cho biết một tiểu đoàn đặc công mới sẽ được thành lập ở đông bắc Ba Lan vào cuối năm nay. Đơn vị này dự kiến tăng cường khả năng phòng thủ của Ba Lan tại hành lang Suwałki, một khu vực ngăn cách vùng đất Kaliningrad của Nga với Belarus. Chúng tôi quan tâm đến tình hình an ninh của sườn phía đông. Một tiểu đoàn đặc công sẽ sớm được thành lập ở Augustau, Bộ trưởng Blaszczak đề cập đến, thành phố phía đông bắc Ba Lan, nằm ở khe Suwałki giáp với Litva. Bộ trưởng cho biết đơn vị này sẽ chỉ là một trong số nhiều đơn vị mà Warsaw tìm cách thành lập trong tương lai gần, tại khoảng 20 địa điểm khác nhau. Chúng tôi biết rất rõ rằng những người lính Ba Lan là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh đất nước, vị quan chức nêu rõ. Truyền thông địa phương đưa tin việc thành lập một đơn vị quân sự là một phần trong chương trình của chính phủ Ba Lan được thông qua vào năm 2022 nhằm tăng cường lực lượng vũ trang. Kế hoạch liên quan đến việc tạo ra các đơn vị mới và hiện đại hóa những đơn vị dự kiến triển khai trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2025. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Blaszczak cho biết, lực lượng tại vùng đông bắc Ba Lan cũng tổ chức huấn luyện cùng các binh sĩ Mỹ, Anh, Rumani và Croatia, đồng thời gọi khu vực này là một địa điểm quan trọng về mặt chiến lược và là chìa khóa đối với an ninh của cả Ba Lan và NATO nói chung. Ông cũng kêu gọi người dân địa phương gia nhập hàng ngũ đơn vị dự tính thành lập. Tuần trước, Bộ trưởng Blaszczak đề cập Warsaw lường trước được những hành động khiêu khích từ Nga khi tuyên bố tái triển khai một số đơn vị từ phía Tây sang phía Đông Ba Lan. Ông chỉ cụ thể mối đe dọa từ hàng nghìn tay súng Wagner đã chuyển đến Belarus. Một nhóm lính Wagner đã đến Belarus như một phần của thỏa thuận với Điện Kremlin do Minsk làm trung gian nhằm chấm dứt một cuộc binh biến do người sáng lập công ty Yevgeny Prigozhin giàn dựng. Sau đó, Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận các thành viên Wagner đang huấn luyện quân đội Belarus và chia sẻ kinh nghiệm chiến trường có được từ cuộc xung đột Ukraine. Diễn biến này đã làm dấy lên mối lo ngại ở Warsaw khi nước này cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của nhóm ở Belarus. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.